Chào các con học sinh lớp 3. Cô rất vui khi được gặp lại các con trong giờ tiếng Việt. Các con xem video bài giảng, thấy cô giảng dễ hiểu, bấm nút thích, chia sẻ cho các bạn cùng xem. Bạn nào chưa đăng ký, vui lòng đăng ký để được xem các video tiếp theo kênh Dạy con học tiểu học nhé. Hôm nay cô dạy cho các con chương trình sách giáo khoa mới, bộ sách Cánh diều, tập 2. Bài viết 2, trang 51. Đề bài Viết đoạn văn nêu suy nghĩ của em về một nhân vật em yêu thích trong câu chuyện em đã đọc hoặc bộ phim em đã xem. Bài làm. Trong dân gian của chúng ta có biết bao nhiêu nhân vật truyền thuyết nổi tiếng đã để lại cho chúng ta nhiều bài học khác nhau. Trong số đó, nhân vật mà em yêu thích đã để lại cho em nhiều ấn tượng sâu sắc. Đó chính là Sơn Tinh trong truyện Sơn Tinh Thủy Tinh. Sơn Tinh là một vị thần ở núi Tản Viên đã chống chọi mọi cuộc tấn công của Thủy Tinh khi hai người đang cố giành mị nương cho mình. Chàng có tài năng rất kỳ lạ, vẫy tay về phía đông, phía đông nổi cồn bãi, vẫy tay về phía tây thì liền mọc lên từng dãy đồi núi. Chàng đã dùng hết tài nghệ và tâm trí để kiếm đủ voi chín ngà, gà chín cựa, ngựa chín hồng mau làm sính lễ, để tới thật sớm hỏi cưới công chúa về làm vợ. Là một vị thần tài phép và trí tuệ, chàng đã chiến đấu kiên cường, bất khuất với thủy tinh, có tính hung hăng, không giữ lời. Dù thủy tinh hô mưa, gọi gió, dâng nước ngập lên đến thành Phong Châu, nhưng sơn tinh không hề nao núng mà dùng phép bốc núi, rời đồi suốt mấy tháng trời để ngăn dòng nước giữ làm hại đến hoa màu thôn xóm khiến người dân điêu đứng nhà cửa ruộng vườn chìm trong biển nước trong câu chuyện sơn tinh đã cố làm mọi cách để không cho thủy tinh dâng nước phá hoại làng xóm em rất khâm phục nhân vật sơn tinh hình ảnh sơn tinh chống lại và chiến thắng thủy tinh đã nói lên ước mơ chiến thắng thiên tai của người xưa để bảo vệ cuộc sống vào mùa màng. Dù lũ lụt có ghê gớm, nhưng nhân dân ta vẫn kiên cường bất khuất chống lại. Chính bằng sức mạnh và trí tuệ, con người đã dần chế ngự được cơn thịnh nộ của thiên nhiên, mang lại cuộc sống bình yên hạnh phúc. Đoạn văn nêu suy nghĩ của em về một nhân vật em yêu thích trong câu chuyện em đã đọc và hoặc là bộ phim em đã xem đến đây là hết rồi cô chào các con